Hướng dẫn chỉnh sửa ảnh bằng điện thoại. Đầu tiên ta chọn ảnh mẫu, sau đó kiếm một tấm hình có góc nghiêng khuôn mặt như mẫu. Vào PicsArt thêm ảnh, chọn ảnh, cắt lấy phần đầu, chỉnh màu da. Đưa mặt vào mẫu và canh chỉnh sao cho khớp. Chọn cục tẩy xóa phần trán để thấy phần tóc chân thực. Tiếp tục chỉnh màu, sửa phần tẩy, phần lông mày, gò má vân vân. Chỉnh tiếp phần cằm và các chi tiết khác, làm các kiểu con đà điểu. Hết phần này bên phần khác bla bla. Xóa như thể xóa ký ức về người yêu cũ hi hi. Chỉnh tiếp phần má bên kia, xóa tẩy tẩy xóa, xóa chưa xong thì xóa tiếp. Thấy phần môi hơi phô, chọn công cụ clone chấm vào phần áo để lấy màu son. Giảm độ cứng độ mờ xuống và tô son cho môi, chỉnh sửa các kiểu. Thêm logo và thế là xong rồi nè hi hi. Chúc các bạn làm thành công tim tim.